hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn. Trước hết thì xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý thầy cô giáo của nhà trường. Đặc biệt là xin gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh rất là đáng yêu có mặt trong buổi sáng hôm nay. Chào các bạn. Không biết là các bạn có thể kiên nhẫn ngồi đến đây cho đến lúc nào đó mà chúng ta kết thúc hay không ạ? Có không? Nếu các bạn có thì các bạn vỗ tay thật là to nữa đi ạ. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuy nhiên tôi muốn khám phá sức mạnh kết nối bạn bè của các bạn bằng cách là tôi muốn nghe từng nhóm của chúng ta vỗ tay ha. Xin hỏi các bạn khối 12 đâu ạ? Ồ, quả thật là anh chị có khác đúng không? Làm rất là mạnh mẽ và mãnh liệt đúng không? Nhưng mà các bạn mà không có giữ phong độ thì coi chừng đàn em sẽ qua mặt đây. Xin hỏi các bạn khối 11 ở đâu? Ồ, quả là đáng sợ các bạn thấy không? Khối 12 mình học thi nhiều quá, bắt đầu mình xuống phong độ về sức khỏe rồi phải không? Phải giữ sức khỏe nha. Còn bây giờ các bạn sẽ chào đón sự có mặt của các bạn rất là dễ thương đến từ khối 10. Phải nói là hậu sinh khả úy có khác đúng không? Các bạn khối 10 thì rất là máu lửa và hy vọng là các bạn sẽ giữ máu của các bạn đến suốt cuối chương trình luôn. Bởi vì không phải chỉ có tôi trình bày đâu mà các anh chị trong nhóm chia sẻ với các bạn rất là nhiều kinh nghiệm và chị Hà Trinh cũng sẽ có một vài trò chơi dành cho tất cả các bạn. Tôi sẽ mở đầu bằng một trò chơi rất là dễ thương. Tôi sẽ có 60 giây tôi dành cho tất cả các bạn. Và nếu bạn nào đó mà đạt yêu cầu trong trò chơi này thì các bạn sẽ được ngay những phần quà rất là thú vị. Chúng ta sẽ có hai vòng. Vòng đầu tiên đó là vòng sơ khảo để mà chúng ta tìm ra những ứng viên của người đẹp, Nam Vương và Hoa Hậu, đúng không? Sau khi những ứng viên xuất hiện ở trên sân khấu này thì các bạn sẽ bắt đầu cạnh tranh coi ai mà đoạt được ngôi vị cao nhất trong buổi sáng hôm nay. Trò chơi của chúng tôi rất là đơn giản. Trong vòng 60 giây, các bạn hãy vui lòng tìm cho tôi thật là nhiều chữ ký, càng nhiều càng tốt. Các bạn cứ tìm làm sao đó trên một tờ giấy, tôi chỉ chấp nhận một tờ giấy thôi, mà càng nhiều chữ ký càng tốt. Nếu ai đó mà không có bút thì chúng ta đương nhiên là thất bại trong trò chơi này là chuyện rất là bình thường. Còn ai đó có bút và có giấy thì chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chỉ có 60 giây thôi các bạn nha. Các bạn chỉ có 60 giây thôi nha. Càng nhiều chữ ký càng tốt các bạn ơi. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Khẩn trương lên, nhanh lên. Đừng có xin chữ ký trong lớp không mà chạy vòng 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 cho nó nhanh, đúng không? Hai mươi giây cuối cùng các bạn ơi. Mười lăm giây cuối cùng. Và chúng ta cùng đếm 10 giây cuối cùng các bạn ơi. Đếm ngược nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và 1. Hết giờ. Rồi. Từ từ. Kiên nhẫn chờ đợi. Cảm thấy mà mình đủ sức cạnh tranh ngôi vị Nam Vương với lại Hoa Hậu thì xin vui lòng đứng thành một hàng ngang ở đây. Không xin thêm chữ ký nữa, không xin thêm chữ ký nữa. Rồi, tôi chỉ cho 3 giây cuối cùng thôi. 3, 2 và 1, hết giờ. Xin mời các thầy cô sẽ ký một chữ duy nhất nữa thôi và không ký nữa. Xin mời chúng ta quay trở về sân khấu này, xin mời các bạn. Chúng ta đã tuyển lựa được một số ứng viên. Người ta nói rằng là sản phẩm của ai nấy giữ. Các bạn đứng ngang đây giùm tôi nè ha. Con gái sẽ đứng phía dưới, con trai đứng phía trên. Tại vì con gái chấp con trai chiều cao luôn đó. Rồi, lại đây giùm nhanh lên, hết thời gian rồi. Các thầy sẽ không ký cho các bạn nữa đâu. Con gái đứng phía dưới, con trai đứng phía trên. Rồi, lỡ đứng cao lên luôn đi em, để cho người ta tưởng tượng là mình cao, hiểu không đó. Mặc dù chiều cao mình khiêm tốn. Rồi, bây giờ con gái và con trai lại đây với thầy Sơn nè. Rồi, xin mời con gái đứng phía dưới nha, con trai đứng phía trên.
hai bạn đó mà chậm 2 giây nữa thì tôi cho đứng chung con gái. À. Rồi, bây giờ các bạn đã tuyển lựa được bao nhiêu người đẹp của chúng ta? Tổng cộng chúng ta gồm có là 2, 4, 6, 8, 10, 11 nữ, 2, 4, 6 nam. Như vậy trường mình con gái có vẻ mạnh mẽ hơn con trai. Phải không? Tại vì đây có 6 người vào vòng chung kết thôi. Bây giờ xin mời các bạn sẽ bắt đầu đấu giá. Các bạn đoán được các bạn trên này sẽ ký được bao nhiêu chữ ký? 10 chữ ký, 15 chữ ký, 20 chữ ký. Rồi dừng ở đó. Ai đã sưu tập được chữ ký đếm xong giùm chúng tôi. Nếu ai đủ 20 chữ ký ở lại bước vào vòng bán kết, ai dưới 20 chữ ký xin mời đi về vòng giữ xe. À, có đủ hay không? Đủ hơn 20 mới được ở lại nha. Ai không đủ 20 thì đi về. Rồi, bây giờ bắt đầu vòng bán kết 1 sẽ xảy ra. Ai giận quá, mới vừa mời xong có người hai người đi về. Ai đủ 25 chữ ký thì ở lại vòng bán kết 2. Ai không đủ 25 xin mời đi về. Đếm cho kỹ nha. Thấy chưa? Các bạn có thấy là con gái trường mình mãnh liệt hơn con trai không? Em nghĩ sao mà một mình em đấu với 7 bạn nữ vậy? Đâu? Để thầy Sơn coi thử coi, dở giấy ra coi. Không, bạn em mày mãnh liệt lắm. Đếm thử rồi nó nhỏ nhỏ vô tay thầy coi nhiêu. Chắc là 4 mấy. Chết chưa, chết chưa. Bây giờ tiêu chuẩn nâng cao lên 30. Ai dưới 30 xin mời đi về. Các bạn thấy có hồi hộp không? Có đủ 30 không? Đâu thử rồi, thiệt không? Đủ 30 em ở lại, an tâm. Em ở lại hay về? Ở lại phải không? Các bạn có muốn nâng cao lên nữa không? Bây giờ bao nhiêu? 31 32. Ai đủ 35 ở lại? Ai dưới 35 xin mời đi về. Em được nhiêu? Điểm đi, điểm đi. Bạn nam đứng xuống giờ được rồi đó. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 người tranh ngôi vị nam vương và hoa hậu. Đó. Em muốn tranh nam vương hay là hoa hậu? Nam vương nha, nam vương ha. Ok. Trong 3 bạn này có ai muốn tranh ngôi ác hậu không? Thôi á hậu thôi chứ đừng ác hậu. Bây giờ câu hỏi các bạn đều bước vào vòng chung kết xếp hạng để mà tranh ngôi vị như sau. Rất đơn giản. Bạn hãy kể cho tôi nghe coi nãy giờ đó bạn sưu tập được nhiều chữ ký như vậy đó, thì chữ ký đó là của ai? Kể tên họ đầy đủ. Ai trả lời được thì được đậu, còn ai trả lời không được thì có nguy cơ bị rớt. Em có trả lời được đầy đủ không? Đầy đủ hết luôn. Gần đầy đủ. Còn em? Em cũng gần đầy đủ hay là đầy đủ? Gần đầy đủ. Còn em? Mém đủ thôi trời ơi. Này là tái bản ha. Còn em sao? Xích đủ. Xích đủ. À, các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ cứu vớt đời các bạn bằng cách là tôi chỉ đại chữ ký thôi ha. Tôi chỉ vô thì nói cho tôi chữ ký đó là của ai. Và nếu như cái người ngồi phía dưới mà ký cho em á, mà người ta nhớ người ta ký ở góc phải, góc trái, góc trên, góc dưới gì đó, là người đó cùng em giành chiến thắng. Còn nếu người ngồi dưới mà ký bậy á, thì cũng không được phần quà cho trên này luôn. Vậy là các bạn đã hại người trên này, đúng không? Các bạn chú ý giùm tôi nha. Tôi xin hỏi em, chữ ký này là chữ ký của ai? Đây nè, đó. Tôi chỉ một chỗ thôi mà tôi cứ rà lung tung vậy đó. Là chữ ký của ai vậy? Dạ, chữ ký của bạn Hải Linh. Bạn Hải Ninh. Xe 1. Hải Ninh, 12 xe 1. Xin mời Hải Ninh dậy đi. Ninh thân, ký ở bên phải hay bên trái Ninh? Bên phải hay bên trái? Bên phải, góc trên hay góc dưới? Ở giữa. Ở giữa đúng không? Góc trên. Góc dưới. Rồi cảm ơn em. Em ký bằng mực đen hay mực xanh? Thêm câu nữa đi em. Mực đen, mực xanh.
mực xanh. Rồi, tiêu đời em rồi, bước lên trên sân khấu nè. Hải Ninh thân mến, mai mốt mà em làm giám đốc mà vậy thì có nguy cơ gỡ lịch như không em? Ký mà không nhớ ký bằng gì luôn hả? Trời ơi, dễ thương không? Cầm đó, cầm đó, cầm đó. Rồi, con trai thân mến, tôi muốn hỏi chữ ký này là chữ ký của ai vậy? Chữ ký thầy Điệp. Em lại em mời thầy coi xác nhận đúng chữ ký của thầy không? Quả thật là cái này là em là đậu Nam Vương là nhà thầy Điệp đó nha. Em gái em sao? Chữ ký này là chữ ký của ai vậy? Dạ chữ ký của bạn Ngọc lớp 12C6 á. Ngọc ơi Ngọc, Ngọc đâu rồi Ngọc? Ngọc đứng dậy Ngọc ơi. Ngọc ký bút đỏ hay bút xanh Ngọc? Em ký bút đỏ phải không? Rồi, đừng có ra hiệu nha. Ngọc ký có vần o, vần cờ không? Tức là có vần ốc ở trong đó không hay là không có cái đó? Có không? Có luôn hả? Sai rồi, không có. Đó, đời em tiêu rồi em ơi. Đó, đi lên luôn. Chỉ có một bạn trai đứng dưới đây thôi. Còn bạn gái bị lên rồi đó. Tiếp, chữ ký này của ai? Dạ bạn Tiên, 12CD1. 12CD1, bạn Tiên, Tiên ơi Tiên. Tiên đâu rồi? Tiên, cô Tiên. Cô Tiên cho biết là nếu như mà em giúp bạn em thì em sẽ chiến thắng. Tiên ký bằng bút đỏ hay là bút đen? Bút đỏ, trời ơi. Ký bằng cái mực này mà dám nói bằng bút đỏ, ác không? Như vậy chỉ có duy nhất một người được nhận quà thôi. Và đặc biệt, phần quà của người đàn ông này rất là đặc biệt. Đó là không phải nhận một mình, mà được mời cái người bạn bè của mình đã kết nối lên nhận chung. Và ba bạn nữ chỉ nhận được có một phần thôi. Còn riêng người đàn ông đặc biệt này là được mời người bạn mình lên để nhận chung luôn đó. Em ráng em lại em mời thầy em lên với em đi. Nó vui vậy thôi chứ người bạn của em sẽ trao quà cho tất cả chúng ta. Xin được kính mời thầy, thầy sẽ lên thầy trao quà cho bốn bạn luôn. Mặc dù là năm phần, còn phần thứ năm thì thầy thôi thầy lấy về thầy trao cho con gái của thầy nếu có. Dạ xin một tràng pháo tay mời thầy lên đi ạ. Lên đứng chung đi, em đứng chung đi, giờ bắt đầu được đứng chung đó. Dạ xin kính mời thầy. Xin một tràng pháo tay chúc mừng các bạn và xin được cảm ơn thầy rất là nhiều các bạn ơi. Dạ, xin một tràng pháo tay cho thầy đi ạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hỏi các bạn là nãy giờ các bạn đã chơi một trò chơi và các bạn có hiểu rằng là tự tin kết nối bạn bè là như thế nào hay không? Các bạn thân mến, tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba điều rất là bình dị trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là ở tuổi học sinh, về chuyện tự tin kết nối bạn bè. Xin hỏi các bạn là ai trong số nhà chúng ta đang ngồi đây mong muốn mình sẽ làm giàu trong tương lai? Ai mong muốn sẽ thành công trong tương lai? Ai mong muốn sẽ nổi tiếng trong tương lai? Tôi không ngờ là các bạn thích hát bài Da Nâu như vậy. Tại vì các bạn hát bài là em có một ước, em có một khát khao, nhớ không đó? Điều đó rất là bình thường và tôi rất là yêu quý các bạn. Tuy nhiên tôi xin được chia sẻ với các bạn một điều ngay lập tức. Người nào mà không biết kết nối bạn bè và không tự tin kết nối bạn bè, người đó sẽ bỏ mất đi rất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống của mình. Tại sao tôi nói như vậy? Xin được chia sẻ với các bạn rằng các bạn muốn làm giàu, các bạn trở thành một cái người làm công tác quản lý, các bạn muốn trở thành một cái người bán hàng để các bạn có thật là nhiều tiền, ai sẽ là những khách hàng đầu tiên của các bạn? Chính những người bạn nằm trong danh bạ số điện thoại của bạn sẽ là những người đầu tiên để có thể trở thành khách hàng của bạn. Đúng không nào? Các bạn đi muốn đi tư vấn bảo hiểm, các bạn muốn đi bán hàng bảo hiểm, các bạn muốn đi tư vấn tài chính, mà trong danh bạ điện thoại của các bạn không có đủ 100 người thì lấy ai có thể mua hàng các bạn? Trong khi đó, những người nằm trong danh bạ điện thoại của các bạn là những người bạn của các bạn sẽ là những người đầu tiên để trở thành khách hàng của bạn mà bạn không hề hay biết.
Vậy thì sự kết nối bạn bè sẽ rất là có giá trị cho các bạn. Thứ nhất, nó sẽ cho các bạn những cơ hội mới trong cuộc đời. Thứ hai, mình sẽ có một điểm tựa để mình sống, và đặc biệt mình sẽ có người cạnh tranh để mà phấn đấu mà vươn lên. Và thứ ba rất là quan trọng, đó là người ta sẽ sát cánh cùng mình trong cuộc đời để hỗ trợ mình trong những hoàn cảnh cần thiết.